Xin chào đã quay trở lại với Đảo Bới Comics. Hôm trước chúng mình đã làm về phần 1 của top 20 sự kiện nổi bật nhất Marvel Comics từ Modern Age đến thời điểm hiện tại. Và để trước khi vào phần tiếp theo, mình sẽ nhắc lại một chút. Như chúng ta đã biết, vũ trụ điện ảnh Marvel Cinematic Universe được dựa trên từ những trang truyện comic. Mặc dù không bê nguyên sinh 100% từ bản gốc, nhưng các nhân vật, cốt truyện đều có cảm hứng từ bản gốc và ngay cả những sự kiện cũng vậy. Đặc biệt trong số đó chính là Infinity Saga của MCU được lấy cảm hứng từ các sự kiện như Infinity Gauntlet và Infinity của comic. Vậy bạn có thắc mắc gì về những sự kiện trong comic không? Sao chúng ta không thử bước vào thế giới truyện tranh và khám phá chúng một chút nhỉ? Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Santikos. Và sau đây là phần 1 của danh sách top 20 sự kiện nổi bật nhất Marvel Comics từ Modern Age tới thời điểm hiện tại. Lưu ý, vì chúng ta lấy mốc từ Modern Age, thời hiện đại, nên những sự kiện trước năm 2000 như Infinity Gauntlet, Dark Phoenix Saga hay Days of Future Past sẽ không được đề cập trong video này. Số 10. Infinity. Là một trong hai ý tưởng để tạo ra Infinity Saga của MCU, bên cạnh Infinity Gauntlet, sự kiện Infinity là một tuyệt phẩm do nhà văn đại tài Jonathan Hickman viết lên. Lợi dụng đúng thời điểm các anh hùng phải bay ra ngoài vũ trụ để cùng với các thế lực khác đối đầu với chủng tộc chinh phục vũ trụ, các Builders trong trận chiến với Builders War, Thanos lẫn Black Order và đoàn quân của hắn xuống trái đất để tìm các viên đá vô cực. Nhưng mục đích thật sự của hắn không chỉ có vậy, thứ hắn muốn chính là con trai của hắn, Thane, là đứa con lai của giống loài Eternal và Inhuman. Nhưng Thanos muốn con trai mình phải chết theo sự ra lệnh của Death. Nhưng cuối cùng, Thane đã bật lại cha mình và giam cầm Thanos vào một nơi sống không ra sống, chết không ra chết. Số 9. Original Sin và Original Sins. Không chỉ sở hữu những câu chuyện về anh hùng, những câu chuyện tình cảm hay hài hước, Marvel còn có trong mình những câu chuyện về những vụ án ly kỳ mà một trong số đó là sự kiện Original Sin. Mở đầu cho sự kiện này chính là việc Uatu The Watcher bị ám sát và lấy mất đôi mắt. Nếu bạn có thắc mắc Uatu là ai, thì mình xin nhắc lại một chút. The Watcher là giống loài thực thể được tòa án sống Living Tribunal giao nhiệm vụ quan sát mọi sự việc xảy ra trong toàn vũ trụ, và Uatu chính là Watcher nhận nhiệm vụ ấy ở trái đất 616. Chính vì việc Watcher chết khiến những rắc rối xảy ra liên tiếp, một trong số đó chính là các siêu nhân Orb có được trong tay một con mắt của Uatu. Hắn đã tiết lộ ra vô số điều bí mật trước đây không ai biết, vài ví dụ điển hình như Tony từng chơi đùa Bruce và Thor có một người chị gái. Các anh hùng dưới sự lãnh đạo của Steve Rogers đã truy theo dấu vết và cuối cùng cũng tìm được lời giải của vụ án hóc búa này. Chính Nick Fury là người đã ra tay sát hại Uatu và lấy đi con mắt còn lại. Ở cuối sự kiện, sau thất bại của các anh hùng khi không thể ngăn cản được Nick Fury, ông ta đã trở thành The Unseen, thay thế Uatu làm nhiệm vụ quan sát vạn vật. Số 8. Axis. Ở video trước, mình có kể một chút về sự kiện Avengers vs X-Men khi mà hai phe tranh chấp nhau về một sự mâu thuẫn. Trong cuộc chiến ấy, Cyclops trong cơn nóng giận đã giết chết giáo sư X, và đó cũng là lúc Red Skull, để phát xít kẻ thù cũ của Captain America, ra tay. Hắn đã cướp lấy não của Xavier, hòng có được khả năng điều khiển tâm linh của ông. Với mục tiêu là xóa sổ toàn bộ dị nhân trên trái đất, Red Skull đã xây dựng đội quân trên đảo quốc Genosha, nơi mà Magneto từng trị vì. Tưởng rằng đã giết được Red Skull, nhưng Magneto không ngờ rằng hắn đã hồi sinh trong hình hài còn đáng sợ hơn, khủng khiếp hơn, chết chóc hơn. Hình hài ấy mang tên Red Onslaught. Các anh hùng một lần nữa phải chung tay với dị nhân để bảo vệ mọi thứ khỏi tay con quỷ dữ ấy. Số 7. Spider-Verse và Spider-Geddon. Bộ phim Spider-Man Into the Spider-Verse là một trong những bộ phim hoạt hình hay nhất về Spider-Man của Sony. Nhưng bạn có biết rằng ý tưởng lấy từ đâu không? Đó chính là sự kiện kinh điển của Spider-Man, sự kiện Spider-Verse. Khá là khác so với phiên bản màn ảnh, Spider-Verse là một sự kiện to lớn hơn rất nhiều. Để đối phó với chủng tộc ma cà rồng mang tên Inheritors, những kẻ chuyên lùng sục các Spider-Man ở khắp đa vũ trụ để hấp thụ họ, những Spider-Man còn lại trong đa vũ trụ đã liên minh lại với nhau để chống lại chúng dưới sự lãnh đạo của Spider-Man ở Earth 616, Peter Parker. Nhưng tưởng rằng sau khi đã đẩy các Inheritors tới cõi đất chết, mọi thứ có lẽ đã bình yên trở lại. Nhưng không, mọi thứ lại tiếp tục xáo trộn một lần nữa vì sự kiện Spider-Geddon đã gõ cửa. Lần này, Superior Spider-Man Doc Ock đã bóp tim bằng cách tạo ra bản sao của Inheritors. Bọn chúng cũng hung hãn như bản gốc và còn mạnh hơn, khiến cho một số Spider-Man phải thiệt mạng, trong số đó có Spider-Noir. Và để giành được chiến thắng, các Spider-Man phải một lần nữa tập hợp để cứu cả đa vũ trụ. Số 6. Time Runs Out và Secret Wars. Hiện tượng Incursion ập tới vũ trụ Marvel khiến cho hàng loạt trái đất va vào nhau, dẫn tới sự suy tàn tiếp theo của cả đa vũ trụ chỉ trong vài tháng nữa. Thay vì cùng nhau bàn cách để thoát khỏi sự suy tàn, thì các phe phái anh hùng lại bận đối chọi nhau, trong khi nhóm Illuminati và New Avengers do Sunspot lãnh đạo tìm cách để cứu trái đất.
thì SHIELD do Steve Rogers hiện tại làm giám đốc rảnh rỗi tới mức truy tìm Illuminati để bắt giữ họ. Không chỉ có các anh hùng, các an nhân cũng lo cho sự an nguy riêng của chúng. Nhóm Cable của Thanos sử dụng cách tàn bạo bằng cách đi sát hại các trái đất, trong khi đó thì Doctor Doom cùng Molecule Man lại chơi cửa sau, hòng thống trị cả vũ trụ. Và thời khắc ấy đã đến, sự kiện Incursions đổ ập tới và chỉ còn hai trái đất là 616 và 1610 còn tồn tại, nhưng chúng lại bắt đầu va vào nhau. Trong thời khắc cuối cùng ấy, Molecule Man và Doctor Strange đã cùng giúp cho Doctor Doom đoạt lấy quyền năng của các Beyonders, ngăn chặn sự kiện Incursion và tạo ra một hành tinh mới mang tên Battle World, nơi mà hắn trị vì. Nhưng nhờ vào Mr. Fantastic, Reed Richards, mọi thứ đã trở lại bình thường và Marvel bắt đầu chuyển tới một giai đoạn hoàn toàn mới, hoàn toàn khác. Giai đoạn ấy mang tên All New, All Different Marvel. Số 5. Civil War 2. Nhờ vào sự thành công vang dội của sự kiện trước đó là Civil War và thậm chí còn được đem lên màn ảnh trong bộ phim Captain America Civil War, Marvel đã tạo ra sự kiện tiếp theo, Civil War 2. Lấy bối cảnh sau Secret Wars, lúc này mọi thứ đang trong yên bình thì đột nhiên, sự ra đời của một Inhuman mới đã khiến cả thế giới thay đổi. Trong sự kiện Infinity trước đó, Black Bolt đã vô tình phát nổ quả bom Terrigen, khiến cho làn sương Terrigen Mist phủ kín bầu khí quyển trái đất. Các New Human khi hít phải khí ấy sẽ được ban tặng sức mạnh mới, và rồi Ulysses Kane ra đời. Một Inhuman có quyền năng nhìn thấy được những tương lai khả thi phía trước, và do chính năng lực của cậu đã chia rẽ nội bộ các siêu anh hùng, Captain Marvel Carol Danvers nghĩ rằng sẽ thật tuyệt nếu biết trước tương lai và ngăn chặn những điều có thể xảy ra. Nhưng Iron Man thì không nghĩ vậy, anh nghĩ chúng ta nên bảo vệ tương lai thay vì cố thay đổi nó. Và rồi hai phe đánh nhau cho tới khi cuộc chiến kết thúc. Kết quả là Carol đã đập Tony gần chết, còn cậu Inhuman Ulysses, sau khi mang tới trận chiến vô nghĩa này, cậu đã theo thực thể Eternity và trở thành thực thể vũ trụ mới. Số 4. Death of X và Inhumans vs X-Men. Lại nhắc tới làn sương Terrigen Mist đã khiến cho hàng loạt Inhumans ra đời. Nó tiếp tục gây ra đại họa tiếp theo, đó chính là cuộc đối đầu giữa hai giống loài quyền năng, Inhumans và X-Men. Sau khi phát hiện ra hàng loạt dị nhân của mình bị bệnh, bị thương và thậm chí đón nhận cái chết thảm khốc như Multiple Man bởi Terrigen Mist, Cyclops cùng các dị nhân đã mở lời tuyên chiến với nữ hoàng Medusa và các Inhumans. Và ở cuối Death of X, hoàng đế Black Bolt gần như đã chấm dứt cuộc chiến bằng cách hét vào mặt Cyclops và khiến anh tàn sát. Nhưng thực tế không phải, Cyclops thực sự đã chết trước đó, nhưng việc làm của Black Bolt đã khiến cho mọi thứ tồi tệ hơn, và đó cũng là lúc mâu thuẫn được đẩy lên cao nhất. Nếu như trước đó chỉ giải quyết bằng đàm phán thì lúc này đã đến lúc sử dụng vũ lực, và cả hai phe không hề nhường nhịn nhau chút nào. Và cuối cùng, để chấm dứt mâu thuẫn, Medusa quyết định kích hoạt quả bom khiến cho làn sương tan đi mất. Số 3. Secret Empire. Sẽ như thế nào nếu như Steve Rogers thực chất không phải là anh hùng, không phải là một vị quân nhân yêu nước Mỹ, mà thực ra là một tên phát xít Đức? Điều đó thực chất đã xảy ra trong sự kiện Secret Empire, sau khi bị Red Skull ép buộc Kubrick thay đổi thực tại, khiến cho Steve Rogers hóa ra trước đây lại là một điệp viên hai ma của Hydra cài vào SHIELD, và mọi thứ đã thay đổi một cách chóng mặt. Với sự lãnh đạo của Steve Hydra, các anh hùng đã rơi vào thời kỳ có khi còn đen tối hơn cả sự kiện Dark Reign mình từng kể. Một số anh hùng đã bị đẩy ra vũ trụ, một số thì bị cách ly, một số phải chạy trốn, một số phải đứng lên để chống lại chế độ độc tài khi mà Hydra thống trị cả nước Mỹ. Số 2. War of the Realms. War of the Realms không đơn giản chỉ là một cuộc chiến tranh mà còn to lớn hơn thế. Lần này, những kẻ thù của Thor bao gồm Malekith, Enchantress, Loki, Haven, Syndra, Ulick và Dario Agger đã liên minh lại với nhau, tạo ra một trận chiến với quy mô thập giới. Chỉ với lần ra quân đầu, bọn chúng đã càn quét cả trái đất, đánh bại các anh hùng và thay nhau thâu tóm thế giới. Để chiến thắng quân địch, các anh hùng đã liên kết lại với nhau. Mọi phe phái bắt tay, từ Avengers, các vị thần Asgard, các dị nhân đã chung tay đẩy lùi kẻ thù. Kết thúc cuộc chiến, Thor đã đánh bại Malekith và trở thành All Father mới của thập giới. Số 1. House of X và Powers of Ten. Sau nhiều năm giống loài Mutant bị tàn sát, khinh bỉ và hành hạ, hạ nhục bởi loài người, cuộc chơi đã thay đổi. Quân át chủ bài của Mutant đã lộ diện, đó chính là Mora Mortaget, một Mutant với khả năng tái lập vòng đời đã trải qua 9 vòng đời với nỗ lực giúp loài Mutant vượt lên những bất công và thảm kịch mà loài người đã tạo nên. Một liên minh mới chưa từng có tiền lệ giữa Professor X, Magneto, Apocalypse và Mora được lập nên, dẹp bỏ mọi bất đồng để gây dựng nên đảo quốc Krakoa, thiên đường mới của giống loài Mutant. Mọi dị nhân xóa đi những mâu thuẫn của ngày xưa để chung sức dưới một lý tưởng phục vụ lợi ích và phát triển giống loài. Một thời đại mới được mở ra, thời đại của các Mutants. Ngoài 20 sự kiện trên, chúng ta còn rất nhiều những sự kiện hấp dẫn khác như Spider Island, Black Vortex, Infinity Wars, v.v. và một số sự kiện khác sẽ diễn ra vào năm 2020.
Trên đây là phần 2 của danh sách top 20 sự kiện nổi bật nhất của Marvel Comics từ thời điểm Modern Age tới thời điểm hiện tại. Bạn ấn tượng nhất với điểm nào? Hãy bình luận cho chúng mình biết nhé. Nếu thấy hay thì hãy like và share video này và subscribe Tentacles. À quên, nhớ đừng bấm vào cái chuông kia nữa để không bỏ lỡ số nào của Đào Bới Comics. Xin chào và hẹn gặp lại. Và sau đây là một số bảng xếp hạng chúng mình đã thực hiện.